thành phố mỹ tho trung thu yêu thương tại chùa thiên phước trung thu là tết của thiếu nhi mỗi dịp tết trung thu trở về các cháu lại được cùng nhau vui chơi cùng cha mẹ ông bà quây quần bên mâm cổ trong trăng cùng cảm nhận sâu sắc giá trị tình thân nuôi dưỡng những cảm xúc hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ thực hiện theo tinh thần kế hoạch số 142 của Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang về việc tổ chức lễ hội trung thu cho các cháu thiếu nhi vui chơi lành mạnh. Chiều ngày 28 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 8 năm Quý Mão, Ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh kết hợp Ni Sư Thích Nữ Diệu Quang, trụ trì Chùa Thiên Phước, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, cùng ban ngành đoàn thể ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, tổ chức vui Tết Trung Thu phát quà cho 200 em thiếu nhi chương trình có sự chứng minh và tham dự của thượng tọa thích trung chánh phó trưởng ban trị sự trưởng ban từ thiện xã hội giáo hội phật giáo việt nam tỉnh tiền giang thượng tọa thích thiện ngộ ủy viên ban trị sự phó ban từ thiện xã hội phật giáo tỉnh đại đức thích lệ năng đi sư thích nữ diệu huệ đồng ủy viên ban từ thiện xã hội phật giáo tỉnh Bà Trương Ngọc Yến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Phong, ông Nguyễn Văn Thảo, Bí thư chi bộ ấp Mỹ An, bà Nguyễn Thị Ngọc Em, trưởng ấp Mỹ An, quý thầy cô, phụ huynh và 200 em thiếu nhi tham dự. Hàng năm, Ni Sư Thích Nữ Diệu Quang luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương, tổ chức vui Tết Trung Thu, tạo sân chơi hữu ích cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã Mỹ Phong, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho các em mai sau. Năm nay, Ni Sư trụ trì Chùa Thiên Phước bằng tất cả tấm lòng của người đệ tử Phật đã vận động quý nhà hảo tâm tổ chức phát những phần quà yêu thương đến các em vui chơi trong đêm hội trăng rằm tháng 8. Khai mạc chương trình đi Sư Thích Nữ Diệu Quang, cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho buổi lễ hôm nay thật ý nghĩa. Ni Sư mong rằng các cháu thiếu nhi luôn học tập tốt theo năm điều bác hồ dạy. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn thật thà, dũng cảm. Thượng tọa Thích Trung Chánh chân thành gửi lời cảm ơn đến Ni Sư Trụ Trì Chùa Thiên Phước đã luôn đồng hành với Ban Từ Thiện Xã hội Phật Giáo Tỉnh trong các chương trình thiện nguyện được giao phó. Dịp này thượng tọa chúc các cháu thiếu nhi có được một mùa trung thu thật nhiều niềm vui. Sau lời chúc thương yêu của thượng tọa Thích Trung Chánh, Chiêu Tôn Đức trong ban tổ chức đã trao những phần quà với những chiếc bánh thơm lừng cùng những chiếc lồng đèn xinh xắn đến các em thiếu nhi với mong muốn tạo ấn tượng tốt đẹp trong tâm trí tuổi thơ đến những người chủ nhân tương lai của đất nước.